Xin chào tất cả các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong video tiếp theo của Thắng Trần. Hôm nay Thắng Trần muốn chia sẻ đến các anh em phần hợp âm đệm hát cho ca khúc Xuân Này Con Không Về, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Chúng ta sẽ đệm hát ca khúc này ở tông rê trưởng, là dành cho giọng nam, và chúng ta sẽ chơi nhịp 4/4 với tiết tấu bóp ballad. Âm hình đệm sẽ là 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4, đó thì nó có 4 phách, mỗi phách là 4 nốt kép. Còn cái tiết tấu đệm là Thắng Trần vừa đọc, mong các anh em hình dung được điều đó. Bây giờ sẽ là cái ví dụ khi chúng ta đệm. Cũng giống như trong các video trước, Thắng Trần luôn luôn nói với các anh em là ngay cái phách đầu tiên chúng ta nên đệm nốt bass và cái nốt cao nhất trong hợp âm đó cùng một lúc ở phách đầu tiên. Đó. Nếu mà chúng ta tự đệm hát cho mình khi bắt đầu tập thì chúng ta nên tập ở âm hình nốt đơn, có nghĩa là một ô nhịp có 8 nốt đơn thì 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 đó, thay vì 1 2 3 4 đó, nó khó lắm. Chúng ta điện tăng 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 mà chúng ta vừa hát nữa thì nó rất là khó. Chẳng thà chúng ta đệm hát cho người đối diện hát thì nó dễ dàng hơn. Đó là cái sự gợi ý của Thắng Trần. Chủ yếu chúng ta tập hòa âm đó. Những cái hợp âm di chuyển theo từng câu như thế nào, các thế bấm của những hợp âm mở rộng như thế nào, để cho nó nhuần nhuyễn đã, rồi chúng ta mới ráp với cái tiết tấu mà âm hình 16 nốt kép như từ đầu Thắng đã nói. Thank you.